Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay tiếp tục với cái chuyên mục Ai hơn ai. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi so sánh giữa vị tướng Ra Liên Quân và Mai Serenui ở bên Vương Giả Minh Diệu, và để xem hai vị tướng này sẽ có những điểm giống và khác nhau như thế nào, và sức mạnh của hai bên sẽ ra sao. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại của Mai. Cứ mỗi 5 giây Mai sẽ được cường hóa đòn đánh thường, gây sát thương phép, đồng thời sẽ đẩy lui kẻ địch. Và khi đẩy lui chúng thì sẽ hồi cho Mai 10 nội năng. Cái điểm thứ hai, khi mà Mai sử dụng kỹ năng thì sẽ được nhào lộn một đoạn và đồng thời tăng 50% tốc độ di chuyển trong 0,5 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nội tại đấm và lách của Ra. Cú đấm đầu tiên trong liên hoàn 3 cú đấm sẽ gây sát thương phép, đồng thời kèm hiệu ứng đẩy lùi. Và thứ hai, sau khi tung chiêu, Ra có thể lập tức lách bước với tốc độ di chuyển cực cao. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được nội tại của Ra sẽ nhỉnh hơn với nội tại của Mai. Về cơ bản thì chiêu 1 của cả hai vị tướng này đều như nhau, đều lao tới gây sát thương phép và hất tung kẻ địch trong 0,75 giây. Đồng thời cả hai đều sử dụng nội năng, lên mỗi lần trúng thì sẽ hồi lại 25 nội năng nha. Về phần hồi thì khi sử dụng chiêu, Ra sẽ chỉ tiêu tốn 60 nội năng thôi, còn ở Mai sẽ tiêu tốn 70 nội năng. Như vậy thì sẽ nhiều hơn Ra một chút. Mai sẽ ném ra một chiếc quạt gây 500 đến 950 cộng một công phép sát thương phép, đồng thời sẽ giảm 90 tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 0,5 giây, và kẻ địch trúng chiêu sẽ bị giảm từ 50 đến 200 điểm giáp phép thuật trong 3 giây. Kỹ năng trúng sẽ hồi 10 nội năng cho Mai. Còn về phía Ra, Ra tung cú đấm bay tới mục tiêu sẽ gây 550 đến 900 cộng 0,9 công phép, kèm hiệu ứng làm chậm đi 90%. Đồng thời, giáp của kẻ địch sẽ giảm từ 50 đến 200. Kỹ năng trúng mục tiêu sẽ giúp Ra hồi 25 nội năng. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với ulti. Mai sẽ lao về phía trước gây 800 đến 1.200 cộng 1,1 công phép và đẩy lùi kẻ địch. Đồng thời, kẻ địch sẽ bị giảm 20, 25, 30% công vật lý kéo dài 2,5 giây. Mỗi kẻ địch trúng chiêu sẽ giúp Mai hồi 25 điểm nội năng. Chiêu cuối của Mai sẽ tiêu tốn 110 nội năng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu cuối của Ra. Ra sẽ ủi người về phía trước gây 800 đến 1.200 cộng 1,3 công phép, kèm hiệu ứng đẩy lùi. Cũng giống như Mai, chiêu trúng tướng địch sẽ giúp Ra hồi 25 nội năng trên một mục tiêu. Và nội năng mà Ra sử dụng đó chính là 100, ít hơn 10 so với của Mai Serenui. Với những thông tin đã nêu ở trên thì bây giờ chúng ta có thể đi tới kết luận. Về nội tại thì như mọi người đã biết, nội tại của Ra sẽ nhỉnh hơn với nội tại của Mai khi mà Mai cần tới 5 giây để có thể kích hoạt cái nội tại cường hóa đòn đánh thường để đẩy lùi mục tiêu. Còn về Ra, sau khi chỉnh sửa thì không phải là cú đánh thứ 3 nữa mà là cú đánh đầu tiên các bạn đã có thể kích hoạt nội tại rồi. Như vậy thì chỉ cần 3 cú đánh là Ra đã có thể kích hoạt nội tại hơn so với Mai cần tới 5 giây cơ. Về chiêu 1 thì không có khác biệt gì mấy, chỉ là Mai sẽ dùng nhiều hơn 10 nội năng so với Ra. Và tiếp theo sẽ đến với chiêu thức thứ 2. Về chiêu thức thứ 2 thì đây là một cái lượng chênh lệch cũng khá là đáng kể đấy. Khi mà Mai sử dụng trúng kỹ năng cho mục tiêu thì chỉ hồi lại được 10 thôi. Như vậy thì anh em cần phải tính toán một cách chính xác để trong giao tranh các bạn không bị thiếu hụt nội năng. Ở chiêu thức thứ hai thì Mai sẽ nhỉnh hơn về lượng sát thương gây ra so với Ra. Còn về nội năng sử dụng thì hai vị tướng này đều mất 40 nội năng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối, đó chính là ulti. Ulti của cả hai vị tướng cũng không có quá nhiều khác biệt. Và cuối cùng chúng ta tổng kết lại thì hai vị tướng này ở hai tựa game đều được rất là ưa chuộng, bởi vì thứ nhất là cái tính cơ động, thứ hai là các bạn không cần dùng tới mana mà các bạn chỉ sử dụng nội năng thôi. Vì vậy anh em muốn chơi tốt vị tướng này thì thứ nhất chúng ta cần phải nhanh tay nhanh chân một chút, và thứ hai cần phải tính toán sao cho mà khi các bạn combo các bạn không bị hụt nội năng. Nhiều khi các bạn combo mà các bạn hụt nội năng thì các bạn sẽ bị chết ngược đấy, nhất là những cái pha mà băng trụ, bởi vì tướng Ra với Mai là một trong những vị tướng băng trụ hoặc là combo gây sốc sát thương khá là dễ. Và đồng thời thì cả hai vị tướng này ở hai tựa game đều là cái nỗi ám ảnh và có thể gây đau tim cho tướng địch bất cứ lúc nào, bởi vì cái bộ chiêu thức
quá là ảo và sát thương cực kỳ là nhiều luôn. Đến đây thì mình nghĩ các bạn cũng đã có câu trả lời cho chính mình rằng ai sẽ hơn ai. Ở hai tựa game thì chúng ta sẽ chỉ đánh giá khách quan về bộ chiêu thức và thông số. Còn chúng ta không thể đánh giá kỹ được bởi vì hai vị tướng ở hai tựa game khác nhau. Và cuối cùng thì anh em có ý kiến góp ý gì các bạn có thể comment ở phía dưới và mình sẽ cố gắng khắc phục cái điều ấy. Còn bây giờ thì bye bye.